Xin chào các bạn đã quay trở lại với channel mình. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau unboxing một thùng sữa TH Trumilk mình mới đặt từ nhà máy sữa Vinamilk đem về. Ok, bây giờ thì mình sẽ đặt cái thùng sữa này ra. Đây sữa tươi nguyên chất nha các bạn. Sữa này không có chất bảo quản đâu, các bạn uống yên tâm. Ủa, đặt sữa sao toàn rung bít không vậy trời? Ơi, lần này mình về mấy cái con rung bít. Con gì đây ta? Con gì lạ quá vậy? Moyun gì đây? À đây, cái con này mới đây các bạn. Con này là con EJ Ghost. Cái con này nó rất là lạ và rất là mới luôn. Vừa mới cầm vô cái hộp đã thấy lạ rồi. Cái hộp rõ ràng là bằng giấy nhưng mà nó làm cái vân sần sần mình rờ vô giống như là chất liệu là da vậy đó. Nhìn nó rất giống là da. Mình nói là giấy. Nó giống con Gambo hay nha. Đây để mình mở hộp ra cho các bạn xem. Đây. Đây là con EJ Ghost. Cái con này là nó giống như là con floppy gì đó nhưng mà nó kiểu theo cái dạng năm cạnh. Mình cái mấy cái loại này thì nó có lâu lắm rồi nhưng mà bây giờ mình mới tìm được. Mình còn tìm cái bản mà năm cạnh bình thường nữa nhưng mà mình thấy mỗi cái cạnh loại này thôi. Rồi loại này cũng ok. Ồ, nó zoom được các bạn. Zoom lên được. Không biết có zoom được hay không nữa. Thấy ghê ghê quá. Ào. Không biết có zoom được hay không nhưng mình thấy ghê quá. Giờ chả làm được cứ ngắt rồi. À, chết rồi, chơi ngu rồi. Rồi thôi trả lại như cũ thấy ghê quá. Rồi để mình mò mình phá con này thử coi, mình cũng chưa biết giải con này ra sao nữa. Ok, để qua bên nè, có gì mình review hướng dẫn cách chơi cụ thể con này luôn cho. Ok, đây một hộp 500, toàn là 500, 500 này 4 nhân 2 chỉ 5. Cái hộp này cũng là 500 nè. Hộp này hộp 500 nè. Thì gì nó nặng. Đây. Cái con gót này nó cũng giống Miro, nó cũng có màu vàng với màu bạc nha các bạn. À, có mấy bộ tím của Gan nữa nè. Đây, cái bộ tím này. Mấy bộ sticker. Đây là con Justy Skill. Hả? Cái con này nó đặc biệt một cái là nó là con skill nhưng mà nó xoắn như là lốc xoáy gì đó. Đây, các bạn xem nè, nó xoắn như là lốc xoáy gì đó. Rồi khi mà mình review cái con Ghost này nè, mình sẽ review kèm theo con này cho các bạn xem luôn. Ấy, con này chơi cũng giống skill nhưng mà nó xoắn rất là đẹp. Đó. Đây, chúng ta có thêm con Vote mini. Chúng ta thấy ở bên ngoài nó có đề là 4.74 cm. Đây, nó rất là mini luôn. Nó nhỏ xíu, cầm vừa trong bàn tay. Dùm cắm Vote mini. Con Vote mini nó còn cho mình thêm cái bộ phụ kiện để thay thế lúc mà bị, nếu như chúng ta chơi mà bị gãy hay bị gì đó chúng ta có thể thay được.
Ở đây chúng ta có ba mảnh góc và hai mảnh và một hai mảnh cạnh là ghép lại được một góc một cạnh đó. Và trong này sẽ chỉ có thêm một cái tờ thì nó cũng giống như trên con bốt thường thôi, chắc cũng chả cái gì mới. Chúng mình thôi, mình sẽ review con bốt mini này sau. Và trong này hai con Twisted Steel nữa. Đây là con Shinhen. Shinhen em nha các bạn, mới nãy mình cứ nhìn tưởng là con Yosef Pro nhưng không phải. Đây là con 2x2 Shinhen được mod em nhưng các bạn, được hãng Mojo mod luôn. Mình sẽ tiếp tiếp con này tiếp theo luôn. Đây, hộp hàng này mình chỉ về được cái như đây thôi. Mình rõ ràng là mình đặt sữa từ Hát Trung Miêu mà sao gửi cho mình toàn là Rubik không à, chả hiểu luôn á. Mai đem lên kiện mấy ông Vinamilk mới được. Vậy từ Hát Trung Miêu mà. Đắt trùng miêu gì cũng là miêu thôi. Nhưng mình đâu phải. Nói chung là sữa đó được rồi, từ bò ra đó. Ủa nhưng mà hãng khác mà. Cũng là sữa, giờ miêu là sữa đúng không? Ừ. Miễn sữa được rồi, kiện hết. Hai hãng khác nhau. Chịu chị. Chứ bây giờ tao hỏi mày nè, mày mua một hộp keo 5x2. Ừ. Mày nhỏ là cái chẹo trong dính. Ừ. Giờ nếu như nó dính á thì mày đem mày kiện cái hãng chẹo đúng không? Ừ. Còn nếu nó không dính mày kiện hãng keo đúng không? Ừ. Đúng không? Không, mà bây giờ nay đi taxi mê lên đi. Ừ. Mà nay để quên đồ, nay gọi bên taxi hãng khác, nay lấy đồ được không? Cũng là taxi đúng không? Ờ. Gọi qua Red Bay chửi. Đúng. Đúng rồi. Mà nói chung bắt thôi, chào mọi người, người ta đi ngủ nữa kìa. Bye bye. Bạn tự nhiên gọi một hãng sữa đâu chả được. Nhưng mà cái này đê hết trong em, nhưng quen người ta Vinamilk. Cũng là Miu. Nhưng mà Miu nó thôi vậy cái gì.